Vừa qua, Á hậu Trịnh Thùy Linh tung bộ ảnh mới mừng sinh nhật tuổi 21 ngày 10 tháng 9 với nhan sắc ngọt ngào khiến fan hâm mộ thơ thẩn, đậm chất tiểu thư. Nhân dịp đặc biệt này, nàng hậu cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh với sự biến hóa đa dạng ở hai layout khác nhau. Với điểm nhấn ở đôi mắt to tròn, Trịnh Thùy Linh lựa chọn lối make up cho bộ ảnh nhẹ nhàng, long lanh nhưng không kém phần sang trọng. Bộ trang phục đầu tiên với tông màu xanh pastel cùng với thiết kế đơn giản, kết hợp cùng hoa tập trung hoàn toàn vào thần thái và sắc vóc thăng hạng ở tuổi 21 của nàng hậu Gen Z. Với phong cách nhẹ nhàng, bộ ảnh vô cùng hoàn hảo khi thể hiện rõ nét đẹp trong trẻo của nàng hậu. Bộ ảnh với tông màu tươi sáng mang nét nữ tính đã góp phần tô lên nét đẹp của Á hậu Thùy Linh trong mỗi khung hình. Bên cạnh đó, ở layout thứ hai, Thùy Linh lại quyến rũ và trưởng thành hơn hẳn. Nàng hậu diện thiết kế váy đen sang chảnh, xẻ tà cá tính kết hợp cùng phụ kiện hoa giúp toát lên sự quyến rũ và làm nổi bật làn da trắng vô cùng ấn tượng. Bộ ảnh mừng tuổi mới cho thấy sự trưởng thành của Trịnh Thùy Linh sau gần một năm đón nhận danh hiệu Á hậu Mốt Hợp Việt Nam 2022. Trong suốt nhiệm kỳ, Thùy Linh tích cực tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng. Cùng với đó, cô cũng chăm chỉ sản xuất những nội dung trên mạng xã hội, chia sẻ kiến thức bổ ích về làm đẹp đến với các chị em phụ nữ. Bước sang tuổi 21, với nhan sắc ngày càng thăng hạng, Á hậu Thùy Linh được đông đảo fan hâm mộ sắc đẹp kỳ vọng sẽ phát triển hơn trong tương lai qua các hoạt động nghệ thuật. Bạn nghĩ sao về bộ ảnh mới của hậu Trịnh Thùy Linh? Hãy để lại bình luận dưới video nhé! Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Hoa Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Hoa Việt Nam và thế giới.